Hello students, how are you today? Xin chào tất cả các con, hôm nay chúng mình có khỏe không nào? I believe that you are learning so hard for the examination. Cô tin là chúng mình đang học rất chăm chỉ cho kỳ thi cuối kỳ của chúng ta đấy. And today we are going to talk something about your revision for the first semester in English 5. Ngày hôm nay thì cô sẽ nói cho các con qua một chút về cả phần ôn tập mà chúng ta sẽ ôn tập trong các phần tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 nhé. Chủ đề của ngày hôm nay là cô muốn nói với các con về task in exams, tức là các dạng bài tập mà chúng ta có thể gặp trong các phần bài thi. Như chúng ta đã biết là với môn tiếng Anh, chúng ta sẽ chia ra làm 4 kỹ năng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua các 4 kỹ năng đấy nhé. First of all is listening. Kỹ năng đầu tiên mà chúng ta thường hay thi đầu tiên đấy chính là kỹ năng nghe, listening. Và trong cái kỹ năng này thì chúng ta sẽ lưu ý đến cho cô một số dạng bài tập như là number the pictures or tick the correct picture. Là chúng ta sẽ đánh số hoặc là tick vào bức tranh đúng theo như trong đĩa hoặc trong băng nói. And the second, dạng bài thứ hai là fill in the gaps. Tức là chúng ta sẽ điền từ vào chỗ trống. Chúng ta sẽ có một đoạn văn sẽ thủng lỗ chỗ một số chỗ, chúng ta sẽ nghe và điền từ. Cũng có thể là chúng ta sẽ nghe một đoạn hội thoại xong chúng ta sẽ điền từ vào các cái phần còn trống. Và dạng bài này sẽ khó hơn một chút, chúng ta sẽ cần phải có sự tổng kết nữa. Ok, and the third exams với dạng bài thứ ba sẽ là true false. Tức là chúng ta sẽ nghe xong rồi chúng ta sẽ đọc các câu đó và quyết định xem là câu đó với thông tin mà chúng ta vừa nghe là đúng hay là sai. Ok, and the last, và dạng bài thường gặp cuối cùng trong phần listening đấy chính là answer the question, trả lời các câu hỏi. Dạng bài này khá là khó bởi vì chúng ta vừa phải nghe, vừa phải đọc câu hỏi và chúng ta lại phải trả lời viết ra thật là đúng chính tả nữa. Với phần listening này thì nguyên tắc đầu tiên bao giờ cũng phải là đọc bài trước khi nghe. Tức là khi các con được phát bài rồi là con phải đọc ngay. Sau đó các con cầm một cái bút chì lên và chúng ta sẽ gạch chân tất cả những cái từ khóa cần thiết. Và chúng ta phải cố gắng nhớ được các thông tin của các câu hỏi một cách nhanh nhất để chúng ta nghe. Và sau khi nghe xong rồi chúng ta sẽ quên luôn nó đi để đọc sang một bài tiếp theo để nghe. Và đúng là đừng bao giờ vừa làm vừa nghe, vừa làm vừa nghe vừa đọc, thì như thế chúng ta sẽ không có hiệu quả đâu. Alright. Rồi đến kỹ năng thứ hai, reading. Với mặt bài đọc của chúng ta thì sao? Chúng ta có một số dạng bài như sau. Matching, đấy là dạng bài nối. Đây là dạng bài rất quen thuộc và rất cơ bản. Các bạn còn nhớ không, trong phần sentence pattern đúng không nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ nối câu hỏi với câu trả lời, hoặc là nối câu câu đề nghị với cả lời hồi đáp. Alright. Fill in the gaps or table. Chúng ta sẽ có một bài đọc bên trên, chúng ta sẽ điền các cái phần từ còn thiếu, hoặc là chúng ta có một cái bảng bên dưới, chúng ta sẽ điền các thông tin vào bảng. True false cũng tương tự như vậy, nhưng mà lần này ta cũng sẽ có một bài đọc ở phía trên, xong chúng ta sẽ căn cứ vào phần bài đọc đó. Và answering the question, tức là chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi, cũng như vậy ta sẽ có một đoạn văn từ trước. Với phần kỹ năng đọc thì chúng ta sẽ luôn luôn là chúng ta sẽ đọc thật kỹ câu hỏi, sau đó là gạch chân các từ khóa, rồi các bạn sẽ căn cứ vào các từ khóa và tìm các thông tin ở trên bài nhé. And next, writing. Với kỹ năng viết thì chúng ta sẽ có một số dạng bài như sau. Rewrite the sentences, viết lại các câu. Phần viết lại các câu này thì chủ yếu dành cho các học sinh khá và giỏi. Khi chúng ta có một câu mẫu và yêu cầu là viết lại các câu cho nó đúng với ca nghĩa của câu mẫu nhất. And reorder the words to make sentences, tức là chúng ta sẽ xếp các từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh. Dạng bài này các bạn đã được làm liên tục trong các bài của cô rồi, các bạn còn nhớ không? And write a short paragraph, tức là viết một đoạn văn ngắn. Với một đoạn văn ngắn thì nó sẽ dành cho học sinh khá giỏi nhiều hơn. Khi mà người ta đưa ra cho mình một chủ đề và người ta yêu cầu mình viết, thường thì họ sẽ giới hạn mình là 70-100 chữ. Thì các bạn hãy, chúng ta hãy chú ý đếm số chữ của mình. Nếu như họ yêu cầu đề bài viết 100 chữ thì đừng viết dưới quá 80 chữ, nhưng cũng đừng viết quá 120 chữ. Thì như thế thì điểm của chúng ta sẽ luôn luôn là số điểm đẹp. Ok. Đến kỹ năng cuối cùng là kỹ năng speaking, mà cô tin là rất nhiều con sẽ rất thích với kỹ năng này, kỹ năng nói. Trong kỹ năng nói này thì chúng ta sẽ có self introduction, tức là người hỏi thi sẽ yêu cầu con tự giới thiệu bản thân mình. Chúng ta hãy giới thiệu là tên chúng ta này, tuổi chúng ta này, từ đâu đến này, học lớp nào, ở trường nào, rồi gia đình và thậm chí nó có thể nói về sở thích nữa. Ask and answer question. Phần thứ hai là giám khảo có thể hỏi chúng ta một số câu hỏi và chúng ta sẽ trả lời. Hoặc là một hình thức khác là chúng ta sẽ hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn của mình. Với phần này thì các con sẽ phải luyện tập thật nhiều ở bên ngoài trước. Hãy ở nhà tìm một người bạn, rồi chúng ta sẽ luyện tập hàng ngày các mẫu câu hỏi với nhau. Đến khi chúng ta nghe câu hỏi, chúng ta sẽ có được cái phản xạ trả lời câu hỏi nhanh nhất có thể.
và cuối cùng là talks, đấy là một lời, một cuộc nói chuyện khi mà người giám khảo hỏi chúng ta, ví dụ như là what are your hobbies or tell me something about your hobbies, tức là sở thích của bạn là gì, hoặc là hãy nói cho cô một số điều về sở thích của bạn. Là khi chúng ta nói về cái talks là chúng ta sẽ nói trong khoảng từ 1 đến 2 phút liên tục về một chủ đề mà đã được đưa ra từ trước. Phần này thì chúng ta cũng sẽ phải luyện tập thật là nhiều. Chúng ta có thể sử dụng ngay các phần bài nói trong các phần bài học cơ bản mà cô đã dạy trong khóa học của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể tìm tòi bên ngoài. Nhưng hãy nhớ là liên tục phải tập luyện. Hãy sử dụng một cái gương ở trong nhà, hãy đứng trước gương và nói thật nhiều nhé. Ok. Rồi, cô hy vọng rằng một số những phần chia sẻ của cô ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong phần bài thi sắp tới. Hãy thật là tự tin, hãy tin rằng chúng ta đã chăm chỉ rồi, chúng ta đã nỗ lực rồi. Vậy thì bài kiểm tra chỉ trong tầm tay thôi. Và điểm A cộng hay điểm 90 sẽ luôn luôn là dễ dàng. Alright, thank you and goodbye.